xanh bát ngát, núi sông hương ngát muôn ơn tình anh ngài. Nhìn biển khơi sông vỗ, trái tim tôi tâu lên khúc nhạc. Hỡi ngàn mây khắp vũ hoàn bao la, cùng tôi hoa cô cảm tạ. Bao kỳ công do tay ngài tạo tác, xanh gió mát lúa thơm hương ngát bay xa ngọt, từng giọt sương lấp lánh lá hoa tươi thắm trên thế trời. Ôi niềm vui Chúa đã dựng nên tôi và ban cuộc sống tươi màu, xin tạ ơn vì tôi được ân phúc làm con yêu thương của Chúa.
kính thưa quý ngoại trưởng, giờ đây chúng ta hiệp ý để xin Chúa thánh hóa những bức tượng trước mặt chúng ta đây để chúng ta tôn kính thờ phượng. Và sau nghi thức làm phép tượng thì chúng ta xin Chúa thánh hóa ngôi nhà mới. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc tượng ảnh các thánh chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng những tượng ảnh này, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa những tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đức Trinh Nữ Maria mẹ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Thánh cả Giuse. Xin Chúa đói thương để những ai siêng năng tôn kính con một Chúa, Đức Maria, Thánh cả Giuse trước những tượng ảnh này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người, được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau đây là nghi thức làm phép nhà. Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sáng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin Người đói thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin Người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa Giêsu thưa. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus đến gần làng các ông định tới. Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông, mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Sau mỗi câu sướng, xin cộng đoàn cùng đáp: lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa Trời Đất, Đấng đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại. Và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta đồng thanh tôn vinh: lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương ngự đến trong nhà này như là thượng khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này
biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ai chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự rửa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin đói thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang nài xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này, để khi ở trong nhà này, họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà này, họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành. Và khi trở về nhà này, họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là đấng hằng sống và hiên chí đời đời. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Thánh Thiên Thần, kính thiêng liêng sáng láng. Con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Chúa rời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện Ngài xem tôn ban đền cho đến dọn đời kéo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng giữ mười sự răn chữa mọi sự dữ đến khi con năm chung. Xin cùng Đức Thánh Thời được ở nhớ cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hàng sống vui vẻ đời đời trong cùng. Amen. Thân lạy Đức Thánh Thiên Thần, con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Đức. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến dọn đời kéo ma quỷ dữ dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần cho con thông minh sáng láng giữ mười sự răn chữa mọi sự dữ đến khi con năm chung. Xin cùng Đức Thánh Trời con được yên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời trong cùng. Amen. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng anh chị em, và nguyện cho lời của Người ở lại luôn mãi trong chúng ta, để khi làm mọi việc chúng ta đều làm cho sáng danh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con trông cậy đã thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn những nước đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hằng trường con nhớ gọi giờ rồi. Amen. Lấy đã thánh trai tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lấy trai tim cực thanh cực tình đã thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lấy ông thánh Giuse là bản thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lấy các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Một chàng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi ăn vui thái hòa như ngày thiên sư truyền tin, như trong đêm ngồi lời giáng trần, như khi mẹ gặp lại con Chúa kết hoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin ở lại
Và đã xây dựng căn nhà mới, hôm nay được cha của quê hương về làm phép tượng cũng như làm phép nhà, đã được quý cụ, quý ông bà, anh em nội ngoại đôi bên, quý cộng đoàn trong bản giáp đến nhập thông và cầu nguyện cho gia đình của cháu được ngôi nhà mới được an lành. Vậy con xin thay mặt cho các cháu cũng như hai gia đình xin chân thành cảm ơn tới quý cha, cảm ơn tới các cụ, ông bà và anh em cha bác và toàn thể quý cộng đoàn trong bản giáp. Và cũng nhân ngày vui hôm nay, hai con của chúng con và các cháu có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Xin mời quý cha cũng như quý cộng đoàn chung vui cùng với hai gia đình của con và cháu. Con xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin kính thưa quý ông bà anh chị em và con thân hữu của gia đình Châu Trúc. Giờ thế thì thấy bưng mông đầy đủ rồi. Giờ chúng ta xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho bữa ăn của chúng ta. Chúng ta dành một phút thinh lặng rồi chúng ta làm dấu nhé. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lời Chúa xin thánh hóa và chúc lành cho chúng con cùng những bữa ăn chúng con hưởng dụng nhân ngày làm phép nhà và tượng mới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhờ Thánh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin được kính chúc mọi người chung với con này. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân rộn rã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa suốt một đời con tắm mát trong tình Cha giữa trưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước chan hòa tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ vồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ chén rượu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào bánh thơm ân huệ Chúa trao tháng năm tình mến dâng trào
dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thập giá. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời.